Giới thiệu cho các bạn, đây là bộ hai pin sạc Kinma cho máy Sony nha, ZV1. Và những cái dòng máy tương thích với cục pin này nha các bạn, đây là bộ pin sạc thì còn có hai pin thương hiệu Kinma, nổi tiếng của Kinma nha các bạn. Pin này thì nó cũng có chế độ sạc nhanh nè đó. Rồi bây giờ cái này là các cục pin thì có cái tốc sạc của nó. Khi mình sạc thì nó có tín hiệu của pin 1 và pin 2 nè. Mình sạc hai cục hai pin một lượt thì nó có tín hiệu của hai pin luôn nha các bạn. Nè, đây là hai pin nè. Đấy, cái hộp nó có tặng kèm theo cái hộp đựng pin. Đó, khi các bạn cắm sạc thì nó sẽ hiển thị hai cái này. Đây, đây là máy ảnh ZV1, máy ảnh nhỏ như này nè. Đây là pin chính hãng của Sony, lấy cho các bạn xem nha. Cái dung lượng của nó vẫn là 1080. Cái dung lượng pin của cục pin Kinma này là 1090 nha các bạn. Thì nếu mình sạc, mình xài cho cái máy ảnh nó vẫn tương đương với pin chính hãng của Sony nha. Đây là mã của nó là BNB BX1, còn Kinma là mã của nó là NB BX1 nha các bạn, for Sony. Thì cái dòng này thì nếu mà các bạn xài cái máy ảnh nào mà có cục pin nhỏ như thế này nè, thì các bạn sử dụng vừa hết tất cả dòng máy ảnh nào mà có vừa với cục pin nhỏ như thế này nha các bạn. Đó, nhỏ gì thì vừa hết. Đây là cục của Sony nè, còn đây là cục của Kinma nè. Kinma này là bên mình bán rất là chạy nha, tại vì cái này là cũng là thương hiệu chính hãng của Kinma. Bây giờ mình đo cho các bạn xem nha. Đo cho các bạn xem để các bạn biết cái máy ảnh của mình nó phù hợp với pin này hay không. Nếu mà các bạn về đo á, pin của nó, cái mã của nó nè, nó có bốn cái, các bạn để ý là cái ở phía sau của nó có bốn cái vạch sạc nè, phải giống như thế này nè thì các bạn mới phù hợp với cái máy ảnh của mình nha. Đó, các bạn để ý nè, các bạn xem kỹ nha. Đó, bốn vạch nè, rồi mình đo kích thước của nó nha. Nếu pin máy ảnh của các bạn phù kích thước đúng với nè, bốn nè, các bạn để ý ha, khoảng 42 á, khoảng 42 là 4.2 cm á, là cái này là 42 mm, 42 mm. Rồi bề ngang của nó, bề ngang có khoảng 30 nè các bạn ha, bề ngang khoảng đó. Nếu mà pin của bạn phù hợp với kích thước như thế này thì các bạn sử dụng vừa với máy ảnh nha. Pin của nó, nhưng mà các bạn để ý cái đầu sạc của nó là có bốn cái dòng như vậy thì mới phù hợp với cái máy ảnh của bạn, mới phù hợp được cái cốc sạc này nha. Đó, khi các bạn cắm vô thì nó sẽ hiển thị. Rồi bây giờ mình cắm vô cho các bạn xem luôn nha. Rồi bây giờ mình cắm thử cho nó hiển thị cái màn hình LED cho các bạn xem nha. Đây là cái cốc sạc của nó, có hai dạng luôn nè, dạng Type C và dạng micro nha, là sạc kiểu nào cũng được hết các bạn. Nó có hai cái dây sạc đó. Khi mình ghim vô thì trái đèn các bạn, đó, mình ghim trái đèn led nè, khi mình ghim trái đèn led nè, đây là cục sạc thứ nhất là hiển thị nó đang chạy pin, là khi nào nó báo đầy á thì nó ngưng ha. Rồi cục thứ hai đó mình ghim vô cho các bạn xem luôn nha. Đây, đó, các bạn thấy nó hiển thị hai pin không? Thì mình có thể sạc bằng cục sạc dự phòng vẫn được nha các bạn, nhưng mà mình muốn nhanh, sạc cho nó nhanh thì mình lấy mình sạc bằng cắm điện á, cắm điện cho nó nhanh nha các bạn, sạc dự phòng thì nó hơi lâu. Đó, đó nó hiển thị hai pin ha, khi nào đầy thì nó sẽ báo, khi mình rút ra thì nó hiển thị chỉ một pin thôi. Đó, rồi các bạn có mua hàng thì các bạn liên hệ với bên mình nhé. Ok, bye bye, xin chào các bạn nha.